Mình cũng rồi, cảm ơn chịu nhé, cô sẽ gọi tiếp bạn nữa. Tám mốt, bạn 81 Thanh Trà, 81 Thanh Trà có không em? Em nếu như mà các em còn ngoài không có mic ra thì các bạn có thể trả lời qua chat giúp cô. Thanh Trà có thể trả lời qua chat nếu như em không có mic. 23 Dương Thị Thúy. 23 Dương Thị Thúy. Hello, cô là con mũi ạ. Ừ, qua đường hô hấp, qua miệng mũi đúng không ạ? Niêm mạc mũi. Rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Con mắt không ạ? Qua các hốc tự nhiên đúng không ạ? Mắt, mũi, miệng. Còn gì nữa nhỉ? Em nghĩ được thế thôi ạ. Ừ. Như vậy là các em nếu như mà nghĩ mình là gì ạ? Vi khuẩn thì các bạn đi qua các đường của hốc tự nhiên, các đường trống đấy. Còn bạn nào? Đúng rồi. Ba Tư Minh Đức trả lời đúng rồi. Còn qua bề mặt da, đặc biệt là khi mà da của mình đang trong tình trạng mà bị gì ạ? Tổn thương đúng không ạ? Tổn thương da. Đấy. Tổn thương da. Đấy là những cái đường mà gì ạ, rất là thường xuyên có sự xâm nhập của các vi khuẩn, và vi khuẩn này nó có thể là bám ở trên những cái phần như thế này. Vậy thì làm thế nào mà gì ạ, lúc nào cũng có thể có vi khuẩn ở trong môi trường tự nhiên, hoặc là nó tồn tại ngay ở trên những cái hốc tự nhiên này và trên da rồi mà mình lại không bị bệnh? Nếu như là cơ thể người thì mình có cái phương án nào để mình bảo vệ nhỉ? Mình vệ sinh hàng ngày. Ừ, tắm hàng ngày. Tắm hàng ngày thì tắm rửa hàng ngày này, vệ sinh hàng ngày như thế là giúp cho cái bề mặt da nó gì ạ? Bề mặt da nó được sạch sẽ đúng không ạ? Rồi nó bong theo những cái lớp biểu bì ở trên da. Khi lớp biểu bì ở trên da nó bong, lớp sừng ở phía trên da nó bong ra thì những cái gì ạ? Vi khuẩn ở trên da đấy nó cũng sẽ biến mất. Thế còn nếu như những cái lớp niêm mạc miệng mũi hốc tự nhiên nó cũng có hiện tượng bong ra như vậy, ngoài hiện tượng bong ra thì nó còn có cái gì để bảo vệ nữa nhỉ? Miệng mũi này, hốc tự nhiên như là mắt này, rồi thì đường sinh dục này đấy, còn gì nữa nhỉ? Còn gì mà khi mà gì ạ, chẳng hạn như là khi mà các em bạn bị đau họng cái là các bạn thấy là nó gì ạ, nó có xuất hiện ngay. Các bạn bị viêm họng nha. Cái gì nhỉ? Ừ, phản ứng, các phản ứng của cơ thể để tống đẩy ra ngoài đường niêm mạc đường qua các hốc tự nhiên đúng không ạ? Đấy. Còn gì nữa ạ? Ngoài những triệu chứng lâm sàng như là ho, hắt hơi, chảy nước mũi, chảy nước mắt. Còn gì nữa? Tăng tiết dịch. Viêm ạ. Ừ, sốt, phản ứng viêm thì phản ứng viêm tại chỗ. Ngoài ra thì còn có biểu hiện nổi cái gì nữa ạ? Khi mà các bạn bị viêm họng không chỉ các bạn đau ở chính giữa vùng họng đâu, mà ở vùng dưới cằm, dưới hàm của các em cũng sẽ nổi lên những cái gì nữa ạ? Hãy Đúng rồi, những cái hạch bạch huyết đúng không ạ? Những cái hạch bạch huyết đóng vai trò rất là quan trọng. Sau khi mà gì ạ, vi khuẩn nó đã đi sâu vào phía bên trong hơn thì hạch bạch huyết nó sẽ đóng vai trò như là một cái lá chắn. Đấy, nó huy động được các tế bào đến để mà bảo vệ cho cơ thể. Thì cái phần hạch bạch huyết này, hạch bạch huyết là nó nằm ở trên cái đường của mạch bạch huyết. Mạch bạch huyết của mình thì nó chủ yếu làm chức năng để tái hấp thu cái phần chất dinh dưỡng.
tái hấp thu những cái phần mà chất dinh dưỡng mà nó gì ạ? Rồi cô vừa cho bạn Bùi Thu Hương vào lớp rồi nhá. Những phần chất dinh dưỡng mà nó được đẩy ra ngoài từ mạch máu, nó đẩy ra ngoài qua mô kẽ. Đấy. Thì nó sẽ được tái hấp thu lại để đảm bảo cho cái hệ thống tuần hoàn. Ngoài cái nhiệm vụ đấy ra thì cái chức năng quan trọng nữa đó chính là bảo vệ cơ thể, tránh lại khỏi cái vi khuẩn xâm nhập. Ở chức năng này thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ nghiên cứu ở trong cái phần mô đun huyết học ngày hôm nay, đó là những cái bệnh lý ở hạch nó sẽ diễn ra như thế nào. Đấy. Ngoài cái chức năng bình thường của nó là bảo vệ thì khi mà nó bệnh lý thì nó có thể biểu hiện ra làm sao. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào phần bài của mình. Em nhìn thấy slide cô chia sẻ chưa nhỉ? Được rồi cô. Các bạn có biết là trên hình ảnh người ta đang làm gì không ạ? Sờ xem có hạch nổi hay không. Nào Đúng chẳng rồi, hạn gì. đấy. Ở đây là người ta đang khám hạch ở gì ạ? Góc hàm và gì ạ? Dưới cằm. Còn ở đây là khám hạch ở đâu đây? Ở đâu nhỉ? Một cái vị trí hạch cũng rất là quan trọng ở vùng đầu mặt cổ này, nó chính là hạch dọc cơ ức đòn trũng đấy, và đây là người ta đang sờ cái bờ trước của cơ ức đòn trũng, còn nếu như mà sờ bờ sau của nó thì người ta sẽ ngồi đứng trước để người ta sờ cái bờ sau của nó đấy. Và các em để ý cái động tác sờ hạch của người ta, đó là thường là người ta sẽ cho ba cái ngón tay vào, ba hoặc hai ngón tay tùy theo cái ngón tay của mình nó lớn hay nó nhỏ, mà gì ạ, sờ cảm giác như là gì ạ, phải móc vào cái gì ạ, vào cái vùng đó để mà gì, để mà sờ cái mật độ cũng như là tính chất của nó đấy. Sau đó là lăn tròn nó ở trên tay xem cái độ di động của nó thế nào đấy. Và ở trên cơ thể người của mình thì có khoảng bao nhiêu hạch bạch huyết tất cả? Hạch bạch huyết nó nằm ở trên đường đi của các mạch bạch huyết đúng không ạ? Và như ngoại cô vừa mới nói, mạch bạch huyết này thì chức năng chính của nó đó chính là nó sẽ giúp cho cái việc hấp thu lại cái những cái tuần hoàn ở trong mô kẽ đấy. Một lượng dịch ở trong các mạch máu nó bị đẩy ra ngoài mô kẽ và mạch bạch huyết nó sẽ giúp hấp thu lại để đảm bảo cho cái lượng tuần hoàn ở trong mạch lúc nào nó cũng được duy trì. Thì trên đường đi của những cái mạch bạch huyết đấy nó sẽ có những cái hạch bạch huyết. Những hạch bạch huyết được ví giống như là những cái trạm trạm gác, trạm công an đấy ạ. Đấy. Nó sẽ kiểm soát những cái vật lạ, những cái kháng nguyên hoặc những cái con vi khuẩn để mà trước khi quay trở lại đổ về tim và đổ lại vào trong mạch máu. Thì trong cơ thể người của mình có khoảng bao nhiêu nhỉ? 500 đến 600 cái hạch bạch huyết như vậy. Đấy. Và vị trí của nó em nhìn thấy tập trung chủ yếu là ở ở những gì nhỉ? Ở những phần nào? Nó tập trung ở những phần nào nhỉ? Đấy chính là những cái phần mà cửa ngõ mà lúc nãy các bạn vừa mới nói là nó là những cái nơi mà nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đi vào, vi khuẩn nó dễ đi vào đấy, chẳng hạn như là vùng đầu mặt cổ của mình. Vùng đầu mặt cổ của mình, cái vùng gì ạ? Phần cổ này này. Có rất là nhiều hạch. Ngoài những cái hạch này ra, nó còn có hai cái mô lympho rất là lớn, đó chính là ở ở đâu đây ạ? Đâu đây ạ? Ở đâu nhỉ các em nhỉ? Em đã nghe thì amidan và amidan vòi vòm và gì ạ? Amidan dưới ngưỡi khẩu cái tạo thành dòng bạch huyết quan đeo chưa ạ? Dạ. Ừ. Đúng rồi. Đấy, tại vì là gì ạ? Cái vùng này nó là ngã ba hầu họng, là nơi giao nhau của đường ăn, đường hô hấp, đường thở đúng không ạ? Rất là nhiều những cái ngã có thể vi khuẩn sẽ xâm nhập vào nên là nó cũng có hệ thống bảo vệ chắc chắn hơn đúng không? Đấy, và một đường nữa đó chính là ở hệ sinh dục, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng có gì ạ? Cái hệ thống mạch bạch huyết cũng rất là giàu. Đấy. Ngoài ra thì còn ở một số những cái trên đường đi của các cơ quan khác nó cũng sẽ có những cái hạch cửa ngõ mục đích, chẳng hạn như ở vùng trung thất thì có hạch rốn phổi, hạch trung thất này đấy, ở gì ạ, ở vùng ngực này thì nó có những hạch bạch huyết ở gì ạ, vùng nách đấy.
hạch vú trong. Tất cả những cái hạch đấy nó sẽ giúp làm cửa ngõ cho cái lưu thông của từng cái cơ quan một. Này, ở đây là vị trí của các hạch chủ bạn yếu ở trên cơ thể, và những cái hạch này có đặc điểm là những cái hạch mà làm sao? Em nhìn những cái hạch này là những cái hạch mà có đặc điểm là mình có thể làm gì nhỉ? Ở đây các bạn không nhìn thấy có hạch trung thất, không nhìn thấy hạch rốn phổi đúng không ạ? Chỉ có hạch nách, hạch khỉu, hạch vùng cổ, góc hàm, hạch thượng đòn, hạch bẹn, nách và gì ạ? Hai cái amidan ở hai bên. Những cái này nó có đặc điểm chung đó là gì? Vị trí hạch nó thế nào các em? 41 Nguyễn Thị Nhật Lệ. Dạ thưa cô, là vị trí của các cái hạch này nó nằm gần các cái Nó nằm nông hay nằm sâu em? Hạch này nó nằm nông hay nằm sâu? nằm đông ạ. Ừ, nếu như lúc nãy cô vừa mới, cô cảm ơn bạn. Lúc nãy cô vừa mới so sánh là gì, ở đây các em không nhìn thấy những cái hạch chẳng hạn như hạch trung thất hoặc hạch rốn phổi đúng không ạ? Những hạch đấy gọi là hạch nằm sâu, vị trí hạch ở sâu, còn những cái hạch này người ta gọi là hạch nằm nông. Và khi mà các bạn khám hạch là các em phải nhớ những cái hạch này. Những cái hạch này chính là những cái hạch mà mình có thể sờ thấy được, những cái nhóm hạch mà mình có thể sờ thấy được trên trên lâm sàng. Và những cái nhóm hạch này người ta gọi nó là gì ạ? Hạch nông. Vị trí hạch nông. Những cái hạch nó sẽ tham gia vào cái quá trình bảo vệ đầu tiên của cơ thể mình. Ngoài những cái vị trí nhóm hạch nông này ra thì hai cái vị trí khác mà mình có thể khám được đó chính là ở gì ạ? Vùng amidan và gì ạ? Vùng lá lách. Đấy, đấy chính là những cái vùng mô lympho có mà mình có thể sờ thấy được ở trên lâm sàng. Đấy. Đấy là cái sơ lược đầu tiên cô nói về cho các bạn là gì ạ? Bài ngày hôm nay mình sẽ mở đầu là mình sẽ học về cái hạch bạch huyết, về vị trí của nó, về cấu tạo, về chức năng, cũng như là gì ạ? Những cái bệnh lý, đặc biệt cái phần bài ngày hôm nay mình sẽ chú trọng học về những cái bệnh lý mà thường gặp ở hạch, đặc biệt là những cái hạch ở nông như thế này, những cái hạch mà mình có thể thăm khám được ở trên lâm sàng. Đấy. Bệnh hạch lympho. Mail của bộ môn đây, nếu như mà các em xin tài liệu thì các em nhắn vào đây và các thầy cô sẽ gửi cái tài liệu phần thực hành, phần lý thuyết cho các em để các em đọc trước để chuẩn bị cho cái phần học thực hành của mình, học và thi thực hành. Trên hình ảnh này là cấu trúc của hạch lympho. Cấu trúc của hạch lympho này là ở trên mô học cấu trúc của hạch. Bảy tư Nguyễn Hoàng Phúc. Dạ em đây ạ. Ừ. Em có thể nói cho cô được cấu trúc của một cái hạch lympho thì nó sẽ ở trên mô học thì mình sẽ quan sát được thấy những cái vùng nào không nhỉ? Cấu trúc của một hạch lympho. Ừ. Lúc nãy là cô vừa mới về vị trí cũng như là những cái hình ảnh của nó ở trên gì ạ? Lâm sàng, còn bây giờ là ở trên kính hiển vi, khi mà người ta lấy cái hạch đấy ra và người ta soi ở trên kính hiển vi thì người ta sẽ nhìn thấy những cái gì? Cái phần này các bạn học mô có học không ạ? Giải phẫu hồng mô có học không ạ? Giải phẫu mô có ạ, có học. Ừ. Cái vùng ngoài này người ta gọi nó là gì nhỉ? Có nhìn thấy cái mũi tên đen của cái cô không? Vỏ bao ạ. Ừ, vỏ bao. Nhớ nhá. Từ cái vỏ bao này thì nó sẽ có những cái nhánh đi vào trong này và người ta gọi nó là Có cái nhánh đi vào trong từ vỏ thì người bao ta sơ gọi là có những vách vách mô liên đúng kết. rồi vách mô liên kết hoặc là vách sơ được chưa ạ? Đấy, nên Vâng là ạ. khi mà thi thực hành hay thi thi vấn đáp ở trên hình ảnh ấy, các thầy cô hỏi các bạn đây là cấu trúc gì thì các bạn sẽ trả lời đây là vỏ bao sơ, còn cái phần mà gì ạ, nó chia nhánh đi vào phía bên trong này thì nó mới là vách sơ, nhớ chưa ạ? Dạ, dạ Đấy. vâng ạ.
không nên nhầm lẫn với nhau. Được rồi, phần ngoài cùng này đó chính là phần vỏ bao. Tiếp theo, phần thứ hai đó là phần gì đấy ạ? Cô, cái phần thứ hai đấy là nang, phần nang. Phần thứ hai này đó chính là vùng gì ạ? Vùng dưới vỏ với các gì ạ? À vâng. Với hình ảnh của các nang nympho sơ cấp và nang nympho thứ cấp. Dạ vâng, em Nang thấy rồi nympho ạ. nang nympho sơ cấp là những cái nang nympho mà nó chưa có sự phân hóa của các tế bào lympho, trong khi đó nang nympho thứ cấp là có sự phân hóa của tế bào lympho tạo ra hai vùng, đó là vùng phía bên ngoài, người ta gọi nó là vùng gì nhỉ? Vùng vùng bên ngoài ạ. Vùng này này của nang lympho thứ cấp. Vùng Thế còn vùng ở phía bên trong này người ta gọi nó là vùng bên trong thì là trung tâm. trung tâm Trung mầm, đúng tâm. không? Đấy, Dạ trung tâm vâng. mầm. Seminal central là trung tâm mầm và hay còn gọi là vùng sáng. Còn phía bên À. ngoài này thì sẽ gọi là vùng gì ạ? Vùng. Tối, đúng không ạ? Dạ Đấy. vùng tối ạ. Và khi mà mình nhìn thấy nó có hai màu sắc khác nhau như thế này thì mình sẽ bảo là nó có sự phân hóa, đúng không ạ? Phân hóa cực mầm. Còn đối với nang lympho sơ cấp thì nó sẽ không có sự phân hóa. Đấy. Ở trên tiêu bản học thực hành của các em thì các em sẽ nhìn thấy là đa phần tất cả những cái gì ạ? Nang lympho ở trên đấy nó sẽ là những cái nang lympho mà đã có sự phân hóa rồi. Có sự phân hóa này nó xảy ra khi nào? Đó là khi mà các tế bào lympho ở đây nó được tiếp xúc với lại kháng nguyên thì nó sẽ kích thích làm cho nó tăng sinh sản và tạo nên những cái trung tâm mầm như thế này để sản sinh ra kháng thể đấy ạ. Đấy, kháng thể đặc hiệu. Dưới cái vùng gì ạ? Dưới vỏ này đó là vùng gì? Đây, vùng này là gọi là vùng gì nhỉ? Không, trả cô tiếp nào. Em cô đấy là vùng trắng, Vùng trắng à? vùng sáng, vùng cận vỏ. Đúng rồi, vùng cận vỏ. Vùng sáng hay vùng tối thì nó chỉ là gì ạ? Cấu trúc của một cái nang lympho thôi nhá. Nhớ nhá. Đây, đây là vùng cận vỏ. Tiếp theo là vùng cận vỏ. Và cuối cùng, ở trong cùng này, nơi mà có nhiều những cái xoang bạch huyết, các xoang mạch máu, thì người ta gọi nó là gì ạ? Các dây tủy. Gọi là Vâng. vùng gì? Vùng Vùng tủy. gì? Đúng rồi, chính xác, vùng tủy. Rồi, cảm ơn bạn Phúc. Như vậy là gì ạ? Phúc đã nhắc lại cho cô một chút về cái cấu trúc hạch lympho. Cấu trúc hạch lympho ở đây các em sẽ nhớ cho cô là nó sẽ bao gồm có phần vỏ. Tiếp theo là vùng dưới vỏ với hình ảnh của các nang lympho sơ cấp và thứ cấp. Ở đây các nang lympho này nó sẽ là các tế bào lympho B. Còn tiếp theo đó là các vùng cận vỏ. Đấy, vùng cận vỏ thì là các tế bào lympho T. Và trong cùng này đó chính là vùng tủy, có các dây tủy, có các gì ạ? Tĩnh mạch, động mạch, đấy, các xoang tĩnh mạch, xoang động mạch và các xoang mạch huyết, có các dây tủy. Xoang tủy ở đây thì đó chính là vùng tủy. Đấy là toàn bộ cái cấu trúc của hạch. Các em phải nhớ cái cấu trúc hạch này, bởi vì là cái bệnh lý của hạch mà mình lại học ở trên hình ảnh tổn thương giải phẫu bệnh thì mình cần phải biết được là cấu trúc của nó như thế nào. Đến lúc cô nói là gì ạ? Tổn thương chủ yếu ở trong viêm hạch cấp chẳng hạn là nó xảy ra ở trong cái vùng tủy với sự xâm nhập của rất nhiều những cái bạch cầu đa nhân trung tính. Vùng tủy thì các mạch máu nó bị sưng phù lên. Đấy, thì là các bạn biết là gì ạ? Cái đấy nó sẽ tập trung ở vùng tủy này. Tổn thương của nó sẽ ở vùng tủy này. Rồi ở viêm hạch mãn tính thì tổn thương của nó làm cho vỏ bao sơ này nó dày lên này. Rồi thì là gì ạ? Các nang lympho có sự phân hóa cực rất là rõ ràng, rất là nhiều những cái nang lympho phân hóa cực thứ cấp. Đấy, thì là các em hiểu là gì ạ? Viêm mãn tính thì nó lại khác, nó lại xảy ra bắt đầu là gì ạ? Ở phần vỏ bao sơ, ở phần vùng dưới vỏ. Đấy. Rồi thì là những cái bệnh lý gì ạ? Ung thư ác tính ấy, nó xóa hoàn toàn, trong sách người ta chỉ viết một cái câu ngắn gọn là gì ạ? Xóa hoàn toàn cấu trúc hạch. Thế thì bây giờ các thầy cô sẽ hỏi các em là thế các em chỉ cho cô chỗ nào là xóa hoàn toàn cấu trúc hạch, thì các bạn cứ gì ạ? Chỉ vào cái phần mà nó không hoàn toàn không còn nhìn thấy vỏ bao sơ, không còn nhìn thấy hình ảnh của các nang lympho cũng như là vùng tủy nữa, thì đấy là gì ạ? Vùng mà nó xóa đi cái cấu trúc hạch. Đấy. Em hiểu không ạ? Em có hiểu không? Có cần cô nói lại phần nào không nhỉ? Cô nói lại cái phần mà vùng xóa về cấu trúc hạch đi cô, vừa đấy hơi lát nhanh một tí.
Ở đây như thế này là một cái cấu trúc hạch bình thường, có vỏ bao sơ, có vùng dưới vỏ, có vùng cận vỏ và vùng tủy. Khi mà là xóa cấu trúc hạch có nghĩa là cái cấu trúc hạch đấy nó không còn tồn tại nữa. Các em sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh của vỏ bao sơ, không còn nhìn thấy hình ảnh của các nang nympho sơ cấp, thứ cấp. Rồi thì là gì ạ? Các vùng cận vỏ và vùng tủy nó sắp xếp lần lượt từ ngoài vào trong như thế này nữa. Mà có khi là mình sẽ thấy là gì ạ? Không còn hình ảnh đấy. Hoặc là có hình ảnh đấy nhưng mà gì ạ? Những cái nang nympho này nó không chỉ nằm ngay vùng dưới vỏ nữa mà nó có thể xâm nhập sâu vào tận cái vùng tủy này. Đấy. Trong u nympho thể nang ấy ạ. Đấy, các nang nympho này nó có thể xâm nhập tận vào sâu bên trong, tăng sinh rất là nhiều. Chèn ép đi vùng tủy. Đấy. Đấy là những cái mà gì ạ? Thể hiện cho sự mất cấu trúc hạch hoặc là thay đổi cấu trúc hạch. Những cái này thì là các bạn cần chú ý khi mà mình thi cái phần khi mà các em đọc cái phần thực hành ấy hoặc là đọc cái phần lý thuyết, người ta có thể nói một cái câu ngắn gọn thôi là xóa đi cấu trúc hạch hoặc mất cấu trúc hạch, thì các bạn có thể tưởng tượng ra nó như thế nào. Được chưa ạ? Được chưa các em? Rồi ạ. Ừ. Cô giảng nếu như mà có đoạn nào nhanh thì các bạn chưa hoặc là các em chưa kịp hiểu thì em có thể nói để cô nói lại. Ở đây người ta phóng to thêm một chút nữa để cho các em nhìn thấy hình ảnh của cái vùng vỏ bao này, vùng dưới vỏ này, vùng tủy này, vùng cận vỏ này và các thành phần ở trong vùng đấy gồm có những thành phần gồm có những loại tế bào nào. Thì ở đây các em sẽ nhìn thấy là gì ạ? Cái lúc nãy cô cũng đã nói rồi, cái vùng nang lympho thì nó sẽ gồm cả là các tế bào tế B, còn cái vùng cận vỏ hoặc là cái vùng nằm ở giữa các nang lympho hay người ta còn gọi là vùng gian nang đấy ạ. Đấy, gian gian là giữa, nang là nang lympho, gian nang là vùng giữa các nang lympho và vùng cận vỏ. Đấy, sẽ là các tế bào T hay còn gọi là vùng T. Chủ yếu ở trong lympho, trong cái hạch bạch huyết này của mình nó sẽ là các tế bào lympho. Nhưng ngoài tế bào lympho ra thì các em sẽ còn gặp những cái tế bào nó có thể là gì ạ? Từ các mạch máu nó đưa đến, chẳng hạn như là trong mạch máu thì có các hồng cầu, các lympho bào. Trong các mạch bạch huyết này thì nó sẽ còn có những cái tế bào gì ạ? Lympho này, những tế bào này người ta gọi là tế bào tua nang. Những tế bào tua nang hay còn gọi là tế bào dendritic. Tế bào này nó có vai trò giúp định hướng cho tế bào lympho B này. Giúp định hướng cho các tế bào lympho ở trong mạch bạch huyết này di chuyển đúng về vị trí của nó. Chẳng hạn như lympho T thì sẽ đi đến cái vùng T, lympho B thì sẽ di chuyển đến cái vùng B. Đấy, đấy là vai trò của các tế bào tua nang. Ngoài tế bào tua nang ra nó còn có các đại thực bào, các mạch tiểu cầu. Đấy. Và ở cái phần mà gì ạ? Theo các bạn thì là gì ạ? Cái tĩnh mạch với lại cái mạch bạch huyết nó sẽ nối với nhau hay là cái tĩnh mạch với lại động mạch nó sẽ nối với nhau để mà gì ạ? Đưa hấp thu lại cái vòng tuần hoàn. Các em nhìn ở trên hình ảnh các bạn sẽ thấy là nó nối với lại cái gì ạ? Các mạch bạch huyết nó nối lại với cái gì? Các mạch bạch huyết thì cấu trúc của nó cũng giống như là cấu trúc của cái tĩnh mạch ấy, nó chỉ là cấu trúc của những cái lá van thôi. Dòng chảy ở trong đấy là dòng chảy theo cái áp lực nhờ cái van nó điều chỉnh, giống như ở trong tĩnh mạch. Còn ở động mạch thì lại khác. Động mạch thì có cái nhà máy là tim, nó làm cái vừa bơm vừa đẩy đúng không ạ? Đấy, nên là nó tạo ra được cái áp lực điều chỉnh theo từng cái đường kính kích thước của từng cái mạch một. Ở đây các bạn nhớ cho cô là gì ạ? Giữa cái động mạch với lại cái mao mạch bạch huyết nó sẽ có những cái phần là gì ạ? Có những cái phần mà cái tĩnh mạch của nó nổi giữa cái tĩnh mạch ấy ạ, với lại cái mao mạch bạch huyết sẽ có những cái phần mà gì? Tĩnh mạch có thành với tế hình ảnh các tế bào nội mô nó nhô cao lên chứ nó không phải là cái biểu mô lát đơn như bình thường nữa.
thì ở đây người ta gọi nó là hai endothelial vein, có nghĩa là tĩnh mạch nội mô cao. Cái tĩnh mạch nội mô cao này là bản chất của nó là gì? Tĩnh mạch nội mô cao tại sao nó không phải là những cái tế bào nội mô lát đơn mà nó lại là những cái tế bào nội mô mà gì ạ? Cao như thế này. Mục đích của nó đó chính là để cho các tế bào lympho B nó từ trong máu nó có thể di chuyển vào trong các gì ạ? Vùng hạch bạch huyết này. Đấy. Nhớ nhá. Nó ở đây sẽ các em sẽ cần phải nhớ cho cô hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là gì ạ? Cái tế bào tua gai là tế bào mà nó giúp định hướng cho các tế bào lympho đi từ trong mạch máu đến các vùng T hoặc là vùng B. Cái thứ hai các em cần nhớ đó là các tế bào lympho này nó thoát ra khỏi các tĩnh mạch nhờ cái tĩnh mạch nội mô cao, nhờ các vị trí tĩnh mạch nội mô cao này. Đấy. Chứ không phải là chỗ nào nó cũng đi ra, và khi mà đi ra rồi thì nó đi vào các vị trí khác nhau mà nó được định hướng đi vào từng vùng. Bởi vì mỗi một cái vùng đấy thì nó sẽ đáp ứng một cái vai trò miễn dịch khác nhau. Trong câu hỏi thi test của các em ấy, người ta cũng sẽ hỏi các em là tế bào lympho T nó đi ra từ vùng nào, hoặc là gì ạ, tế bào tua gai đóng vai trò gì. Nên các bạn nhớ cho cô hai cái điểm chính ở trên hình ảnh này. Một cái điểm nữa các bạn cần nhớ đó chính là cái vùng vùng này người ta gọi là vùng gì nhỉ? 15 Vũ Ngọc Mai. À, Đây là vùng gì nhỉ em nhỉ? em nói cô Đây là gì? Thế nó có chứa tế bào gì là chính em? Tế bào gì? Tế bào gì nó sẽ tập trung ở đây? cô là tế bào B ạ. Đúng rồi, đây là cấu trúc nang lympho và tế bào B sẽ tập trung ở đây đúng không ạ? Đấy, cố gắng học tập trung nhé, tại vì là đến lúc mà mình gì ạ, mình hỏi thi vấn đáp ở trên phần thực hành ấy thì các thầy cô có thể hỏi lại những cái câu hỏi mà ở trên phần lý thuyết các thầy cô đã hỏi đấy ạ. Đấy, rồi cô cảm ơn Mai. Còn ở đây là gì ạ? Vùng cận vỏ và vùng gian nang sẽ là các tế bào T. Ở trong hạch thì chủ yếu là các tế bào lympho. Lympho gồm có lympho T và lympho B, nhưng ngoài ra thì còn có những tế bào hỗ trợ cho miễn dịch khác như là đại thực bào và gì ạ? Một số tế bào khác nữa như là tế bào tua gai này, tế bào sơ sợi đúng không ạ? Đấy. Và có một điểm các em cần nhớ đó chính là một cái cấu trúc đóng vai trò rất là quan trọng ở trong hạch bạch huyết đó chính là tĩnh mạch nội mô cao. Cái tĩnh mạch nội mô cao này nó còn đóng một cái vai trò rất là quan trọng khi mà bệnh nhân bị ung thư này hoặc là bệnh nhân mà gì ạ, bị vi khuẩn xâm nhập thì cái tĩnh mạch nội mô cao này nó còn có hiện tượng tăng sinh rất là nhiều lên, mục đích là để làm cho gọi được nhiều lympho ra cái hạch bạch huyết, giúp cho cái việc mà gì ạ, hạch bạch huyết này nó lọc đào thải diệt trừ những cái kháng nguyên, những cái vật lạ đấy được tốt hơn. Còn đây trên là lúc nãy là các em xem cái hình ảnh gì ạ? Hình ảnh cấu trúc của nó ở trên cái cấu trúc 3D người ta vẽ. Còn đây là